ở phần đầu tiên mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó là cái cách tính điểm tín dụng của ngân hàng như thế nào đúng không ạ? Vâng. Thì cái cách tính điểm tín dụng của ngân hàng như thế nào thì ngay bây giờ tôi sẽ đưa cho bạn một cái công thức để giúp bạn hiểu rằng à, ngân hàng họ dựa vào đầu để họ cho bạn vay. Thứ hai nữa là khi cho vay thì họ sẽ cho bạn vay chính xác là bao nhiêu tiền, dựa trên cái gì, dựa trên kê khai nào và cách họ tính ra làm sao đúng không ạ? Vâng. Đó thì bao giờ cũng vậy bạn ạ à. khi bạn đi làm và tạo ra một khoản thu nhập mà cái khoản tiền bạn được công ty chi trả và bạn mang về nhà đó thì cái thu nhập đấy nó gọi là thu nhập sau thuế bởi vì bao giờ cái số tiền trước khi anh cầm về thì người ta cũng phải trừ đi các khoản thuế còn trong kinh doanh cũng vậy người ta sẽ tìm ra cái thu nhập đầu tiên là thu nhập anh thu về tức là lợi nhuận dòng thu nhập sau thuế đúng không ạ vâng và. và lấy cái thu nhập sau thuế đó Nhân với 65% thì nó ra một cái khoản nó gọi là tỷ lệ về khả dụng Tại sao người ta lại nhân với 65% Bởi vì người ta luôn quan niệm rằng kể cả bạn kiếm được 20 triệu một tháng 50 triệu một tháng, 80 triệu một tháng hay 100 triệu một tháng Thì với cái bản diện, cái tính cách của con người Có ít thì tiêu ít, có nhiều thì tiêu nhiều Chính vì vậy người ta sẽ nhân với một cái tỷ lệ là khoảng 65% Và giả sử bạn kiếm được khoảng 30 triệu một tháng thì người ta tính rằng bạn uh, sẽ tiêu trong cái phạm vi khoảng 10 triệu. Còn lại là bạn gì ạ? sẽ còn khoảng uh, 20 triệu gì đó hoặc là gần 20 triệu để bạn nó có một cái tỷ lệ về khả dụng đúng không ạ? Để có khả năng chi trả cho các khoản nợ đó. Tiếp theo nữa là dựa trên cái tỷ lệ khả dụng đó, họ sẽ trừ đi các khoản nợ mà bạn phải trả hàng tháng thì các khoản nợ ở đây nó bao gồm các khoản nợ mà họ thống kê được trên cái hệ thống ở CIC của ngân hàng thôi. Còn những cái khoản nợ mà ví dụ bạn vay của bạn bè hoặc người thân thì họ không bao giờ biết để có thể trừ được vào trong cái tỷ lệ này, đúng không ạ? Đó, nên là họ sẽ trừ đi các khoản nợ đó. Và ở một lát nữa ở phần sau, tôi sẽ làm cho các bạn một cái ví dụ nào đó, một cái ví dụ để các bạn có thể là nhìn thấy rằng à, thế thì tính như thế nào, con số ra sao, đúng không ạ? Vâng. Họ sẽ trừ đi các khoản nợ mà ví dụ bạn từ thẻ tín dụng, từ vay trả góp, từ vay mua xe, mua nhà hoặc bất cứ gì đó. Nó họ sẽ lấy cái tỷ lệ khả dụng, trừ đi các khoản nợ và nó sẽ ra một cái thu nhập gọi là thu nhập thuần. Và khi bạn đi vay với gói vay 10 năm thì bạn được nhân 70 lần trên cái thu nhập thuần đó. Tức là 70 lần nhân cái thu nhập thuần là ra số tiền họ có thể cho bạn vay, đúng không ạ? Còn nếu bạn vay 15 năm thì bạn sẽ được 80 lần của cái thu nhập thuần đó và bạn vay cho gì ạ 20 năm nó sẽ là 90 lần của cái thu nhập thuần đó và bạn vay cho 25 năm nó sẽ là 95 phần trăm của diện của cái khoản thu nhập thuần đó đúng không ạ thì đó là cái tỷ lệ tiền mà ngân hàng sẽ cho bạn vay để gì nó là cái cái uh, nó là cái hạn mức họ có thể dự tính rằng bạn có thể vay và bạn phải hiểu một điều rằng khi ngân hàng cho bạn vay thì họ tính dựa trên hai thứ. Thứ nhất, đó là khả năng trả nợ của bạn. Thì cái công thức này nó giúp bạn tính được khả năng về trả nợ, đúng không ạ? Đó. Và họ đã tính rằng họ tính cẩn thận rằng giả sử sau khi có thu nhập sau thuế nhân với 65% ra tỷ lệ khả dụng trừ đi các khoản nợ bạn đang nợ mà họ thống kê được ở trên hệ thống CIC của ngân hàng nhà nước, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra một cái thu nhập thuần và bạn vay trả góp mua nhà ví dụ hợp đồng thời hạn 10 năm thì họ nhận với một mức tỷ lệ 70 lần. 15 năm là 80 lần, rồi 20 năm là 90 lần và gói vay 25 năm là 95 lần, Đâu không ạ? Đó. Thì đầu tiên họ dựa trên cái khả năng trả nợ của bạn. Và thông thường một điều thứ hai nữa khi bạn gì ạ? Khi bạn đi vay thì cái điều thứ hai sau khi họ đã uh, nghiên cứu về khả năng trả nợ xong thì họ ra được cái mức gói vay, nhưng sau đó để quyết định có cho vay nữa hay không nó phụ thuộc vào thứ hai, đó là tài sản thế chấp, đúng không ạ? Đó. Và nhiều bạn đôi khi thì chúng ta có những cái tài sản nó lên đến khoảng 10 tỷ, nhưng đi vay họ chỉ cho mình vay có 1 tỷ rưỡi thôi. Và bạn cảm thấy rất là bức xúc vì rõ ràng tài sản của bạn là 10 tỷ mà lại cho bạn vay có 1 tỷ rưỡi, bạn cảm thấy nó rất là bức xúc nhưng không? Cái vấn đề là ngân hàng đi cho vay là thứ họ muốn đó là thu gốc và lãi đều đặn. Chứ họ không họ không để ý đến cái cái vấn đề là việc là họ không muốn cái trường hợp là phải thu hồi cái tài sản của bạn. Tài sản thế chấp là chắc chắn rồi, nhưng anh không chứng minh được khả năng trả nợ thì không bao giờ người ta cho anh vay cả. Thì đấy là hai điều kiện uh, nó gọi là kiên quyết cần phải có để anh để các bạn có thể đi vay được đó là khả năng trả nợ ở ngưỡng bao nhiêu đúng không ạ và luôn cho vay dưới ngưỡng thứ hai là phải có tài sản thế chấp lớn hơn cái số tiền vay đó đó tài sản thế chấp lớn hơn số tiền vay đó và thường họ chỉ cho vay cũng tối đa là 70% trên cái tài sản đó mà vẫn nằm trong khả năng trả nợ tức là nằm trong cái phần chúng ta vừa tính toán về tỷ lệ 70 lần với 10 năm hay 80 lần với 15 năm vậy đúng không ạ đó nhấn like Chia sẻ. Đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.